Đức Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa. Tôi vẫn nói với các thầy,
luôn luôn phải nhớ cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà. Bởi vì nếu như là đời chúng ta là một bông hoa, thì bông hoa đời chúng ta được tưới bằng mồ hôi và nước mắt của cha mẹ, ông bà. Nếu chúng ta là một bông hoa tươi nở, thì cha mẹ, ông bà như là những cái gốc rễ dầm mình trong phân bơn, trong bụi đất để mà lấy sức sống cho con. Nếu như đời con là một tòa nhà, thì tòa nhà này đứng vững nhờ cha mẹ, ông bà đã quằn mình gánh chịu như là nền móng ở bên dưới. Cho nên chúng tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em. Nhờ những hy sinh của quý ông bà anh chị em mà có những người con, mà có những ơn gọi được trao dâng cho gia đình đại chủ viện chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn anh chị em đã dâng con cho Chúa. Mặc dù chúng ta biết rằng ơn gọi của các thầy đến từ Thiên Chúa, không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và sai các con đi để các con mang lại nhiều hoa trái. Thế nhưng ơn gọi cũng đến từ các gia đình, bởi vì người ta nói cha mẹ hiền lành để đức cho con. Xã hội coi gia đình là cái nôi, là cái vườn ươm ơn gọi cho giáo hội. Bao là những hy sinh, bao là những vất vả nhọc nhằn của quý ông bà anh chị em để chúng tôi được lớn lên, để trở thành người, để chúng tôi trở thành những người dâng mình cho Chúa ở trong giáo hội. Dâng con cho Chúa là một hồng ân, nhưng dâng con cho Chúa cũng là một đời hy sinh. Có nhiều gia đình chỉ có một đứa con trai mà người ta gọi là đứa con cúng cơm, thế nhưng cũng sẵn sàng dâng nó cho Chúa. Và đó là những hy sinh. Những đứa con mà quý ông bà anh chị em dâng lên cho Chúa như là những hoa thơm, như là những quả ngọt, có thể nói ngoan nhất, tốt nhất ở trong gia đình đều dâng lên cho Chúa. Có một người nói với tôi rằng nhà con có mấy thằng, mà có thằng này nó đần nhất, cha cho nó vào chủ viện, ở ngoài đời không biết nó làm cái gì nó ăn. Thế tôi nói đùa với bà ấy rằng cái chủ viện có phải là trại tế bẩn đâu, nhưng mà tôi lại nói với bà ấy rằng đứa con chị coi là đần nhất thì lại là đứa con khôn ngoan nhất, bởi vì đó là một đứa con biết tròn lựa dâng mình cho Chúa. Đó là một đứa con biết chọn lựa rằng Chúa là gia nghiệp đời con. Nó không chọn một cô gái, nó không chọn tiền bạc, nó không chọn phú quý ở ngoài đời, mà nó chọn một đời hy sinh. Đấy là những đứa con khôn ngoan. Đấy là những đứa con khôn ngoan, nó cũng sẽ trở thành cái chỗ dựa cho gia đình sau này. Cho nên những đứa con mà quý ông bà dâng cho Chúa được coi như là những cái của lễ, được coi như là những cái viên ngọc tốt nhất trong gia đình. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa vì cái ơn mà Chúa đã gọi con cái chúng ta. Và chúng tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em đã quảng đại mà dâng con cái mình cho Chúa. Không những là dâng con cho Chúa mà còn phải lo lắng rất nhiều. Mấy hôm nữa rồi các thầy về, mà các thầy về thế nào các thầy cũng ngửa tay ra, mẹ ơi cho con tiền. Tại vì các thầy biết ở chủng viện này, tuy rằng chủng viện lo cho các thầy tất cả mọi sự, ăn uống, nhà cửa, điện nước, không có thiếu cái gì hết, thế nhưng các thầy vẫn phải tiêu tiền. Mà tiêu tiền thì chỉ có cha mẹ, chỉ có cha mẹ là những người sẵn sàng hy sinh cho con. Không có cũng phải vay, không có cũng phải mượn,
bởi vì mai con mình về nhà trường. Thế nhưng thực sự những hy sinh của quý ông bà anh chị em là hy sinh trong niềm vui. Hy sinh trong niềm vui bởi vì mình có một đứa con dâng mình cho Chúa. Tôi vẫn nói với các thầy, các ông liệu mà ăn tiêu, bởi vì tiền các ông tiêu nó là mồ hôi, là nước mắt của cha mẹ, của ông bà, của những người nghèo cầm lưng để mà hy sinh cho các thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đào tạo linh mục là một công trình, một công trình đòi hỏi sự cộng tác của nhiều người. Chúa Giêsu nói muốn chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Cho nên anh chị em hãy cầu nguyện để Chúa ruộng sai thợ đến gặt ở trong cái cánh đồng của Ngài. Anh chị em hãy cầu nguyện cho con cái, cầu nguyện cho gia đình đại chủng miệng chúng tôi. Người ta nói con đi tu thì cả nhà phải đi tu, cha mẹ phải đi tu, anh chị em phải đi tu, phải hy sinh, phải nhịn nhục, phải chịu thiệt. Bởi vì anh chị em không thể như những người khác. Con mình đang đi tu mà bây giờ ông bà cố cãi nhau thì kỳ quá. Con mình đang đi tu mà lại cãi nhau với hàng xóm, chửi nhau với hàng xóm thì không coi được. Cho nên phải đi tu, phải tu trong gia đình của mình. Anh em phải đi tu, cha mẹ phải đi tu, ông bà phải đi tu, vừa phải nhịn nhục, vừa phải làm gương cho người khác. Anh chị em nhớ, nếu trong gia đình có nhiều vấn đề, cha mẹ, anh chị em có nhiều vấn đề về chuyện này, về chuyện kia, nó sẽ làm cho các thầy buồn phiền, các thầy lo lắng, các thầy mất bình an, và có thể ảnh hưởng đến ơn gọi của các thầy. Một cái trường hợp cụ thể mới xảy ra ở trên khoa thần học mà kỳ này phải kỷ luật. Thầy vi phạm kỷ luật và tôi gặp gỡ thì thầy tường trình là gia đình con khổ quá, bố mẹ như thế, anh chị em thì rượu chè say sưa, đánh chửi nhau, cãi nhau, ly dị. Con buồn phiền quá, chán nản quá, thất vọng quá, cho nên con mới rơi vào cái tình trạng kỷ luật như thế này. Thương thì thật là thương, nhưng mà không thể nào không kỷ luật được, bởi vì nhà trường đào tạo là như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em là những người cha mẹ, là những người ông bà, là những người anh chị thì cố gắng hy sinh, cố gắng nhịn nhục, đừng để cái vấn đề của gia đình nó làm tổn thương cho các thầy, nó làm cho các thầy mất bình an và nó nguy cơ làm cho các thầy mất ơn gọi. Ví dụ như cái trường hợp mà tôi vừa nói trong cái phân khoa thần học, học năm thần học thứ hai rồi mà ít nhất cái kỷ luật là phải dừng một năm, đấy là nhẹ. Còn tùy theo đức cha, chưa chắc đức cha đã cho học tiếp về các cái kỷ luật. Mặc dù tôi thì rất là thương, tôi nói với đức cha, nếu cho đức cha thương, xin đức cha chế tài cho thầy một nghỉ một năm, sang năm Tết xong lại cho thầy quay trở lại nhà trường, thì chúng tôi rất là sẵn sàng. Nhưng mà chưa chắc đức cha đã chấp nhận, có thể đức cha sẽ cho nghỉ luôn. Cho nên cái trường hợp rất là cụ thể như vậy, để tôi xin quý ông bà anh chị em cố gắng hy sinh, cố gắng nhịn nhục, để đừng vì cái gia đình mình mà nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của các con. Mỗi khi anh chị em chịu thiệt thòi, chịu những hy sinh vì con cái đi tu, anh chị em hãy dâng những hy sinh ấy để cầu nguyện cho con của mình
cầu nguyện cho gia đình đại chủng Việt để làm thế nào ở trong cái việc đào tạo con mình được bình an, con mình được thăng tiến, rồi dần dần tiến tới ở trong cái thiên chức linh mục. Anh chị em hãy cộng tác với chúng tôi trong cái công việc đào luyện các thầy. Thời gian các thầy về nghỉ dịp Tết này, hay là thời gian nghỉ hè, quý ông bà anh chị em cộng tác với chúng tôi trong cái việc đào luyện các thầy, phải nhắc nhở các thầy đừng chiều các thầy quá. Có gia đình thì kỳ nghỉ quá nuông chiều, không để cho các thầy làm gì cả. Các anh các chị chúng mày phải làm để cho thầy ngủ. Thậm chí bắt những người khác làm để cho con mình đi chơi. Anh chị em cần quan tâm đến các thầy, vì các thầy dù là thầy thì cũng là con cái của quý ông bà anh chị em, vẫn chỉ đang là năm tu đức, còn phải gặp nhiều khó khăn, còn gặp nhiều thử thách. Cho nên đừng có chiều quá, đừng có để các thầy lên bàn thờ sớm quá. Có một bà cố vào xưng tội với một ông cha con, nhưng mới chịu chức, và cố ngửi thấy hơi con đang ngồi trong tòa giải tội không xưng nữa, quay sang ông cha khác. Thế thì ông cha con về nói với mẹ, mẹ chả có đức tin gì cả. Bà cố bảo sao mày bảo tao không có đức tin? Bảo là mẹ vào gần đến tòa giải tội, mẹ ngửi thấy hơi con, mẹ quay ra, mẹ xưng tội với Chúa chứ không phải xưng tội với con đâu. Vậy là mẹ không có đức tin. Thế bà cố bảo chết, tao không có đức tin mà tao đẻ ra mày. Cho nên luôn luôn nhớ, dù là thế nào nó cũng là con, cho nên phải bảo ban, chưa phải là một ông thánh, phải bảo ban để mà gìn giữ lấy ơn gọi của các thầy. Cần nhắc nhở các thầy ý tứ trong lời ăn tiếng nói, ở trong sự tiếp xúc. Nhớ nhắc các thầy cái câu này, và tôi cũng đã nhắc các thầy rồi: một phút sai lầm thiên khổ hạn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì rất là nhiều cám dỗ, rất là nhiều trường hợp kỳ nghỉ về xa ngã cách này hay cách khác. Cho nên luôn luôn nhớ nhắc con cái cha quế nói: kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên các con hãy ý tứ tránh xa những cái nguy cơ cám dỗ ở trong cái sự tiếp xúc, nhất là cái thời buổi ngày hôm nay, cái thời buổi mà tất cả mọi cái đều ghi lại bằng hình ảnh, bằng cách này cách kia, tất cả đều ghi lại bằng tiếng nói. Cho nên nhắc các thầy phải ý tứ ở trong cái sự tiếp xúc với những cái người khác phái, rồi tiếp xúc với những người đang đi tu, mà nhất là đệ tử. Cái câu chuyện nó kể có một cái bà mẹ có đứa con đi tu, đứa con gái đi tu rồi, nó cứ thấy nó thân mật với ông thầy. Thế thì bà mẹ bảo: con ơi, đứng xa xa ra, chứ đứng gần quá nó lửa gần xương rồi nó cháy đấy con. Thế thì đứa con gái nó bảo: ôi trời, mẹ lo gì, con với thầy anh em linh tông. Thế bà mẹ bảo: tiên sư bố nhà cô, tôi với bố cô ngày xưa cũng linh tông đấy, xong nó mới ra cô đấy. Cho nên nhắc các thầy không có dễ đâu, bởi vì từ cái sự thánh chiêng đến cái sự trần tục nó rất là gần. Ma quỷ sàng các thầy như sàng gạo. Cho nên phải cố gắng để nhắc nhở các thầy trong cái giao tiếp, ở trong cái đọc kinh cầu nguyện. Nhớ các thầy, cha nhắc là luôn luôn về cha mẹ nhớ nhắc các thầy: con đọc kinh chưa? Con ra nhà thờ cầu nguyện với Chúa chưa?
bởi vì các thầy còn trẻ lắm, cho nên phải luôn luôn nhớ như vậy để nhắc các thầy gắn bó với Chúa mà cứ luôn gọi. Không có Chúa thì dễ xa ngã lắm. Ăn uống cũng vậy, rượu chè cũng thế, ngày Tết chắc chắn cũng phải ăn uống, nhưng mà nhắc các con vừa thôi con, vậy là đủ rồi con. Bởi vì rượu vào lời ra, rồi rượu vào rồi rất là nhiều các cái vấn đề. Kính thưa các ông bà cố, mỗi một ngày thứ hai thì chùm viện luôn cầu nguyện cho các ông bà cha mẹ của các thầy còn sống cũng như là đã qua đời. Chúng tôi biết rất là nhiều cái vất vả, quý ông bà anh chị em vất vả rất là nhiều, hy sinh rất là nhiều cho con cái, thiệt thòi rất là nhiều và cũng lo lắng rất là nhiều. Vinh quang thì không biết được đến đâu, mà không biết có sống được để mà thấy vinh quang con mình làm linh mục hay không. Bản thân của tôi, năm nay tôi làm linh mục 23 năm, thì bố mẹ tôi dỗ 22 năm. Bố mẹ tôi không được biết một cái gì về cái đời sống linh mục của tôi. Bởi vì trước khi tôi làm phó tế thì bố mẹ tôi đã rủ nhau đi cả một cái thời gian rất là ngắn. Không biết tôi làm linh mục như thế nào, và cũng không thấy tôi làm giám đốc chủng viện như thế nào, đã âm thầm mà ra đi trước đó. Bố mẹ tôi đã hy sinh rất là nhiều để cho tôi có được ngày hôm nay. Và tôi cũng nghĩ bố mẹ tôi cũng cầu nguyện rất nhiều để cho tôi có thể được đến ngày hôm nay. Thì tôi cũng biết ơn quý ông bà anh chị em về những hy sinh đã dành cho giáo hội, đã dành cho con cái, và một cách gián tiếp thì cũng đã dành cho bản thân tôi, cho gia đình đại chủng viện. Cho nên hôm nay tôi xin thay mặt cho gia đình đại chủng viện cảm ơn các ông bà cố về những hy sinh, những vất vả mà quý ông bà cố đã dành cho con cái. Cảm ơn các ông bà cố và gia đình đã ước chút thời gian để đến đây hôm nay với chúng tôi để cùng nhìn thấy cái hồng ân mà Chúa ban cho con cái mình trong cái dịp đặc biệt mặc áo xúc ly và su tan trong những ngày mùa xuân sắp đến. Tôi xin cầu chúc cho tất cả các ông bà cố, các bậc cha mẹ, ông bà, các bậc anh chị em và tất cả mọi người một năm mới đầy tràn ân sủng và bình an. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị em.